xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ và mình là Kiều Anh người sẽ đồng hành chia sẻ các thông tin bổ ích tới cho các bạn và trong video ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu về công dụng của dòng sản phẩm tinh chất hồng sâm nhụy hoa nghệ tây đến từ Hàn Quốc trong việc là hỗ trợ ngăn ngừa căn bệnh cao huyết áp. À, thưa các bạn chúng ta đều biết rằng cao huyết áp là một trong những căn bệnh rất nhiều người mắc phải hiện nay đúng không ạ và căn bệnh này thì có mức độ xuất hiện dày đặc hơn ở người cao tuổi và cao huyết áp thì dẫn đến nhiều triệu chứng dẫn đến nhiều căn bệnh nguy hiểm khác như nhồi máu cơ tim, đột quỵ hay là một số căn bệnh khác có thể như là mỡ máu thậm chí là cả tiểu đường. À, chính vì vậy việc ngăn chặn căn bệnh này cũng như là làm thế nào để ngăn ngừa phòng tránh căn bệnh này là vấn đề được rất rất nhiều người quan tâm. bên cạnh việc chúng ta tự thực hiện cho mình một chế độ ăn uống lành mạnh, tập luyện thể dục thể thao thì việc sử dụng các thực phẩm chức năng hỗ trợ bên trong cơ thể cũng là một trong những vấn đề vô cùng quan trọng. Và dòng sản phẩm tinh chất hồng sâm nhụy hoa nghệ Tây được xem như là một trong những thực phẩm hàng đầu trong việc là hỗ trợ ngăn ngừa căn bệnh cao huyết áp. Vậy tại sao dòng sản phẩm này lại có công dụng trong việc là ngăn ngừa căn bệnh cao huyết áp? Chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu kỹ hơn. À, sản phẩm tinh chất hồng sâm nhụy hoa nghệ tây là một trong những dòng sản phẩm không chỉ là hỗ trợ tăng cường sức khỏe, bổ sung các dưỡng chất cần thiết mà đây còn là dòng sản phẩm được biết đến với công dụng là ngăn ngừa căn bệnh cao huyết áp như kiểu anh vừa chia sẻ đúng không ạ? Và với hai nguyên liệu chính vô cùng quý hiếm, đó chính là hồng sâm 6 năm tuổi đến từ Hàn Quốc và nhụy hoa nghệ tây nếu như hồng sâm 6 năm tuổi được biết đến là một trong những loại nguyên liệu có các hoạt chất giúp ngăn ngừa căn bệnh ung thư, đồng thời tăng cường sức khỏe, làm đẹp da, chống lão hóa và chống suy nhược cơ thể vô cùng tốt, thì nhụy hoa nghệ Tây là một trong những dòng sản phẩm có công dụng vô cùng cao trong việc là hỗ trợ ngăn ngừa căn bệnh cao huyết áp. Nhụy hoa nghệ Tây có công dụng ổn định huyết áp là bởi trong loại nhụy hoa nghệ Tây rất dồi dào vitamin B6, đây là dưỡng chất giúp ích cho quá trình tổng hợp hemoglobin. Chúng có công dụng hiệu quả trong việc duy trì lượng đường huyết ổn định trong máu, điều hòa huyết áp. Và từ công dụng ngăn ngừa căn bệnh cao huyết áp này của nhụy hoa nghệ Tây, thì các nhà sản xuất tại Hàn Quốc đã kết hợp dòng sản phẩm, đã kết hợp nhụy hoa nghệ Tây cùng với hồng sâm 6 năm tuổi và cho ra đời dòng sản phẩm tinh chất hồng sâm nhụy hoa nghệ Tây như bên cạnh kiểu anh đây. Và với dòng sản phẩm này thì khi chúng ta sử dụng chỉ trong từ 1 cho đến 2 tháng đầu tiên thôi Đối với những người mà chúng ta đang gặp phải căn bệnh cao huyết áp Chúng ta sẽ cảm thấy là sự giảm đáng kể cũng như là rõ rệt của căn bệnh này à, Hay là đối với những người mà chúng ta đang có triệu chứng mà mắc phải căn bệnh cao huyết áp Thì sau 1 đến 2 tháng sử dụng thôi chúng ta đã thấy sự thay đổi trong sức khỏe của mình Đồng thời là các cơn cao huyết áp hay là tăng huyết áp sẽ xuất hiện thừa hơn sản phẩm nước hồng sâm nhụy hoa nghệ tây xuất xứ từ Hàn Quốc này thì được thiết kế với dạng nhỏ gọn à, hay là thành dạng túi nước như bên cạnh kiểu anh đây. Thế nên là khi chúng ta đi công tác hay là chúng ta đi du lịch xa có thể mang theo bên mình và với dạng túi như thế này thì chúng ta có thể sử dụng trực tiếp luôn mà không cần pha chế. Tuy nhiên các bạn hãy nhớ cho kiểu anh trong quá trình sử dụng để có thể là tận dụng được hết tất cả những cái tác dụng của dòng sản phẩm này và hấp thu được hết các dưỡng chất mà nó mang lại thì chúng ta hãy làm ấm cái phần vỏ túi này một chút trước khi uống để có thể là được thơm ngon hơn đồng thời là tận dụng được hết những công dụng của nó và với một dòng sản phẩm tuyệt vời như này thì các bạn hãy nhớ cho kiểu anh đó chính là mỗi ngày chúng ta sẽ sử dụng từ 1 cho đến là hai gói và mỗi lần sử dụng thì chúng ta sẽ sử dụng hết chứ không để thừa hay để lại cho ngày hôm sau các bạn nhé và để mua được dòng sản phẩm chất lượng uy tín thì các bạn hãy liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí. Hoặc các bạn cũng có thể nhấn vào đường link ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24h.com đặt hàng sản phẩm. Và cuối cùng, các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn, nhiều tư vấn hơn dành riêng cho dòng sản phẩm nước hồng sâm nhụy hoa nghệ Tây đến từ Hàn Quốc này. Và hy vọng với những thông tin Kiều Anh đưa ra trong video ngày hôm nay thì đã mang đến cho các bạn những kiến thức bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau.